Kính chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe,
thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và một năm mới phát tài, vạn sự như ý. Xin chân thành cảm ơn. Và sau đây, chúng tôi, ban đại diện, sẽ có đôi lời. Xin mời anh Văn hỏi phó đến sân khấu để có lời phát biểu và chúc Tết đến quý vị. Xin mời anh. Thưa quý vị, anh chị em và các cháu, trước hết cho phép tôi được thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã không ngại đường xa và bớt chút thời giờ để đến ngày hôm nay chung vui cùng quý tích lễ hội chúng tôi. Đặc biệt tôi muốn cảm ơn đến tất cả các anh chị em trong ban văn nghệ, trong ban ẩm thực, các anh chị đã để có được buổi tối hôm nay với những nhiều tiết mục văn nghệ, sau đó đã bỏ rất nhiều thời gian công sức ra để luyện tập trong nhiều tuần, không quản ngại khó khăn để phục vụ cho quý vị một buổi tối đầm ấm với không khí Tết Việt Nam ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả các anh chị. Trước khi mình làm tất cả các anh chị em, tôi cũng xin muốn thưa đôi lời với tất cả các anh chị. Một người Việt của chúng tôi được tồn tại đến ngày hôm nay cũng là rất nhiều năm, và cái công lao phải nói rằng là rất là to lớn của anh chủ và chị chủ, người đã đồng hành với chúng tôi, người hội trưởng rất mực vì cộng đồng, làm mọi việc để giữ được ngọn lửa cho hội ngày hôm nay. Nhưng mà vì lý do là điều kiện về thời gian và công việc, anh không thể đảm đương được cái chức vụ hội trưởng nữa. Anh mong muốn là chúng tôi tìm ra một người có thể thay anh điều hành được hội, để cho hội được tiếp tục phát triển và giữ vững được những cái truyền thống của dân tộc như ngày hôm nay. Thì thì sau đó thì chúng tôi có họp và nhất trí là bầu anh Vũ Quốc Túy là người làm hội trưởng của hội Mình Việt thay cho anh chủ. Thì anh Túy các bạn, xin anh Túy đưa tay lên chào mọi người ạ. Cùng chung tay chung sức cùng anh Quý xây dựng cộng đồng của chúng ta ngày càng bền vững hơn, phát triển ngày càng tốt đẹp hơn. Đúng rồi, nghe ai chồn chồn. Thưa quý vị, Tết là ngày lễ hội lớn nhất của dân tộc, là một cái văn hóa truyền thống lâu đời, mang đậm tính nhân văn cao cả. Dù đi đâu, tất cả chúng ta đều cố gắng về với gia đình, người thân, cùng nhau sum vầy đoàn tụ với mục đích gì? Tập tục tốt đẹp của cha ông, chúng tôi muốn tái tạo về một không gian Tết và những nghi lễ cần thiết trong điều kiện có thể, để cho quý vị phần nào đã nhớ về Tết gia đình, quê hương. Nhân dịp Tết bà con nghỉ hợp em, tôi cũng xin chúng tôi hứa chúc đôi lời với tất cả các anh chị. Một người Việt của chúng tôi được tồn tại đến ngày hôm nay cũng là rất nhiều năm, và cái công lao phải nói rằng là rất là to lớn của anh chủ và chị chủ, người đã đồng hành với chúng tôi, người hội trưởng rất mực vì cộng đồng, làm mọi việc để giữ được ngọn lửa cho hội ngày hôm nay. Nhưng mà vì lý do là điều kiện về thời gian và công việc, anh không thể đảm đương được cái chức vụ hội trưởng nữa. Anh mong muốn là chúng tôi tìm ra một người có thể thay anh điều hành được hội, để cho hội được tiếp tục phát triển và giữ vững được những cái truyền thống của dân tộc như ngày hôm nay. Thì thì sau đó thì chúng tôi có họp và nhất trí là bầu anh Vũ Quốc Túy là người làm hội trưởng của hội Mình Việt thay cho anh chủ.
Thì anh Thúy các bạn, xin anh Thúy đưa tay lên chào mọi người ạ. Ngọc xin cảm ơn Phương Văn rất là nhiều. Quý vị ơi, và cảm ơn tất cả anh chị em, các nghệ sĩ, cái nhà đã mừng thật nhiều ạ. Quý vị ơi, các anh chị em chúng tôi hay quá hay không ạ? Thank you.
Vâng, các bạn đang xem nhóm múa của Quy Nghiền, Sme Thi Nghiền và các hồn lân cận. Thank you.
chính vì vậy mà hội người Việt Nam đã được thành lập để các anh chị em trong đó có những người nhân vật hoàn cảnh đầu tiên, đó là gia đình nhà anh Chú, anh Việt, anh Gia Chính Thảo, anh Trang nữa. Mục tiêu của hội là tạo nên những cái buổi gặp mặt giao lưu để cho bà con người Việt ta có điều kiện làm quen, thăm hỏi nhau, giữ gìn và đặc biệt hơn là chúng ta cũng duy trì và giữ gìn được những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, những người Việt, hội người Việt Nam thành lập là khi chính phủ công nhận được chính trị